làm gì thế? Tôi chỉ muốn chào cô. Xin chào. George Pemberton. Serena Shaw. Anh nghĩ ta nên lấy nhau. Hôn nhân viên mãn. Em chưa từng nghĩ sẽ tìm được anh. Hay bất cứ ai khác. Của anh bao nhiêu? Của chúng ta chứ. Sự nghiệp thành công. Tôi rất muốn biết cô nghĩ sao về dự án nhỏ của chúng ta. Anh đã mất 9 tháng để làm một việc, vốn chỉ cần 6 tháng. Anh tìm vợ hay đối tác vậy? Cả hai. Sóng gió ập đến. Tôi e là cổ phiếu của anh không còn giá trị nữa. Kết thúc bất hạnh. Tương lai và mọi thứ ta nói đến đều sẽ tan biến. Ta đã hứa kể hết với nhau. Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ron Rass, nữ đạo diễn từng giành giải Oscar Susan Bier cùng hai ngôi sao Bradley Cooper. Anh không muốn làm em lo sợ. Jennifer Lawrence sẽ đem đến cho khán giả một bộ phim đầy cảm xúc. Anh có con. Anh nói dối. Cùng đón xem bộ phim Serena trên kênh HBO.